Vũ Hoàng Phong C1. Em thi thực hành chưa? Dạ. Em thi thực hành chưa? Dạ. Hả? Thi rồi. Tên gì? Trang Thị Bích Trần. Ờ, ký tên. C01 thi đã. Rồi vào phòng khám sức khỏe đăng ký lại. Dạ. Để đây rồi vào phòng. C03 Trạm Vạch, C03 Trạm Vạch, C04 bắt đầu thi. Là Nguyễn Mai Linh C2. Ngoài như vậy? Dạ. C02 thi đã. C04 Trạm Vạch, C04 Trạm Vạch. Kỹ thôi nghe không, rồi đi về. Lương Minh Tiến C3. C01 bắt đầu thi. C03 thi đạt. Nào ký tên. Ký tên, ký đầu em giờ. Suy nghĩ nữa. Ký thôi, đúng không? Rồi xong đi về nha. Vậy là có bằng 25 ngày đến nơi đăng ký lấy. Hồ Văn Thới C4. Mỹ Tâm à? Ký tên. C04 thi đạt. Kỹ thôi, không đi về. Cái nào của em lấy nha. Gia Bảo đâu? Các bạn nhớ là về mình không tắt máy, mình đã chung ngang thôi, mình vào ký tên nếu các bạn. Thi xong quay lại bàn chấm thi ký tên. Lên cho thầy. Bảo đâu? C02 bắt đầu thi. Bảo đúng không? Dạ. Ngô Thị Hồng Lĩnh C02 Trạm Vạch. C01 thi đạt. Kỹ xong về. Cái nào của em lấy nè. Phải của em không? Dạ. Rồi đi về. C02 Trạm Vạch. C03 bắt đầu thi. Vũ Hoàng Phong hả? Dạ. Rồi ký tên em. À, cái nào của em lấy nha. Ký xong đi về. Ghi họ tên không? Ký xong đi về. Nghe không? Phạm Văn Bình số 2. Đâu đứng lên. C04 bắt đầu thi. Đánh chạy sát hơn. C02 thi đạt. Mai Linh Nguyễn Thị Thùy Linh 203 C3 C03 thì là nó mũ vải ra. Mai Linh đúng không? Ký tên. Nếu không mũ vải ra. Cắm điện thoại vô em ơi, sử dụng điện thoại cấm thi 5 năm nghe chưa? Kỹ thôi. C04 Trạm Vạch. Thôi ghi luôn đi. Trạm Vạch. Rồi đi về. Xuống Tiến hả? Dạ. Ký tên này. Diệp Văn Đương C4. C02 bắt đầu thi. C02 Trạm Vạch. C04 thi đạt.
C02 Trạm Vạch, C02 Trạm Vạch, C02.